mà tôi không bao giờ để mất thăng bằng của anh. Nghe chưa? Anh vừa để quá cái mất thăng bằng của tôi thì tôi mất cái mạng anh. Vì không bao giờ tôi mất thăng bằng. Thì cái này là để tập đứng tại chỗ, đứng hai chân dồn xuống đất, khí được đưa xuống chân. Ở trên là mình lỏng, ở dưới là mà dưới chân đạp xuống chân đấy.